cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là mình được Phúc rủ xuống vườn của nó để bắt ốc các bạn. Mình nghe nói là nó bắt nhiều lắm. Mà bữa nay mình phải quay nè. Đó, rồi cái vườn này tới chưa? Anh đi nãy giờ đâu qua 2-3 cái vườn của người ta rồi đó. Tới rồi nè anh qua cái cầu khỉ nó nữa là tới rồi đó. Ơ mà cái chỗ đó có nhiều ốc không mà sao mày rủ anh xuống quay đi? Em với thằng Thanh heo bắt chỗ đó hoài luôn á mà nó không hết. Nè, bữa nay á là nước vô nè anh Ngáo, là ốc nó vô nữa. Trời ơi, hồi nãy có thằng Thanh mà sao giờ nó mất tiêu vậy? Thằng Thanh á là hồi nãy các bạn nó vô nhà mình nó lấy mấy cái gỗ nè anh Ngáo để đựng ốc này kia nữa. Rồi sao nó biết cái chỗ mấy anh em mình đi ra đây? Ủa hồi nãy em nói với anh rồi, em với nó bắt ốc ở chỗ đó mà. À vậy là nó biết cái chỗ đó phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình sẽ đi cho các bạn xem. Vậy anh em. Ủa cái gì mày? Cái cầu khỉ này sao mà đi qua? Anh đợi đi qua từ từ thôi nghe, một người thôi. Ơi, anh đi chung được không? Đừng, đi chung được không? Đừng. Đi. Rồi anh đâu rồi? Ơi, ủa mà sao mấy này đi hay quá các bạn ơi. Anh ơi, cầm cây nè. Ok, ơi. Rồi cầm cây. Ủa mới qua cái cầu này ha, mình mới qua bên bản được hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi. Thật là khó cho mình quá các bạn ơi. Ê đừng có cung kinh nha Phúc. Nhìn cây em nhau. Cầm lôi qua, lôi qua. Ơi. Từ, bình tĩnh. Không cầm cam bên tay trái, tay phải ta, lộn tay trái ta. Ơi, rồi, được rồi. Được rồi. Đó, đi bắt ốc mà cũng gian nan nữa các bạn ơi. Lâu rồi mình chưa có đi bắt ốc rồi các bạn. Mình muốn ăn thử ốc vườn nó sao nha, đó. Đâu chỗ nào? Dắt anh đi coi. Mấy khu này luôn. Khu nào đâu mà chỉ anh ơi. Trời ơi mấy cái vườn bèo này hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi tao nói vườn bèo này ốc thôi rồi luôn á. Nè nhau. Ý kiếm gì mày? Đây. Ê khoan. Đây nè các bạn ơi. Mấy anh em mình là không có thả ốc xuống được nha các bạn. Nè các bạn. Nè. Đó ốc tự nhiên nha các bạn. Còn nữa không mà kiếm cho các bạn xem coi Phúc. Kiếm em. Đây. Khoan nữa từ anh quay cho các bạn xem. Nè nhau. Đâu? Đây nè. Đó vậy tay con Phúc chỉ kìa các bạn. Nè nhau. Rồi thấy chưa? Ốc nó nhỏ mà. Ốc nhỏ đi ăn mới ngon đó, em ơi. Nói chung là ốc tự nhiên là mấy bạn ăn là ngon hả? Để em lại đi. Nó hay đu vô mấy cái cây gì nữa các bạn. Nhau. Cái gì vậy? Con này là dễ. Ê bắt luôn. Bắt luôn. Ok. Lượm. Mới được mấy con rồi. Bốn con trời ơi. Mấy con này mình về mình bỏ miếng xả vô, đâm chén mướt. Trời ơi. Nhục lên cho anh. Nhức cái nách. Rồi bây giờ là mấy anh em mình đó các bạn. Chờ Vũ Thanh ra là bay xuống bắt liền. Chứ không thôi ảnh ra anh thấy mình bắt cái anh giận nữa. Khoan anh Ngáo ơi. Gì vậy? Anh thấy em mặc bộ đồ gì không? Tí em phải về nhà em thay đồ mới được. Cái gì vậy trời? Thôi bây giờ mày tranh thủ chạy vô chổng kêu nó ra giết coi. Nó làm gì nó lấy mấy cái gỗ. Bây giờ mày làm gì bỏ ốc luôn rồi. Thả nó đi. Để tí mình bắt mấy con bự hơn. Trời ơi. Rồi đợi em thay đồ nha anh Ngáo. Nhanh đi trời, anh ngoài vườn này cũng sợ lắm á nha. Trời ơi, bỏ mình có ngoài vườn các bạn. Lẹ nha. Mình thấy là bữa nay là có ốc nhiều đó. A few moments later. Thằng ơi, sao hai cái thằng này đi vô chổng mà bộ ngủ cái chổng lâu quá các bạn ơi. Hay. Còn đây là cái kiểu như cái hầm mà người ta nuôi bông súng các bạn, người ta trồng bông súng nè. Để khi nào mà người ta kiểu như nấu canh chua đồ các bạn là sẽ ra đây bứt mấy cái quà đó đó. Đó thấy không các bạn thấy chưa? Anh Ngáo ơi. Thánh thần ơi, hàng bay ngủ chổng luôn rồi vậy? Sao mà lâu dữ vậy em? Ngủ vậy em từ trên nhà em chạy xuống nhà Phúc á. Rồi bây giờ là biết quy lý gì chưa? Không. Trời ơi, sao nãy giờ mày không nói nữa? Nãy giờ mày có nói đâu. Mày nhớ mấy cái hầm này không? Anh em mình bắt ở đây nè, ốc quá trời luôn á. Ừ nhớ mà. Giờ cá luôn mà. Rồi bây giờ là mình quất luôn nha. Quất đi anh ơi, tự hầm đầu tiên bên kia đi. Ok, qua bển luôn đi. Ok. Đó, đây. Cuối cùng thì hai chà nội này cũng ra các bạn ơi. Bây giờ thì mình sẽ tiến thẳng qua bên kia để mình bắt ốc từ cái hầm bên kia và qua tới bển luôn nha các bạn. Ê Thanh. Bên này có ốc nè em ơi. Đó. Cái hầm này thôi là em ngồi đi thôi là em thấy là có ốc rồi đó. Đây em quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Đó chưa. Bắt đi Thanh, bắt đi. Nhỏ xíu mà ăn được nhiều đâu. Thôi. Ơi. Đây. Đây nè. Đó, rồi. Hơi nhỏ vậy nè. Hơi nhỏ. Nhỏ mình thả ra đi, có con nào bự không? Coi có con nào bự không à? Thôi với kinh nghiệm em là hầm này con nhỏ mà. Qua hầm này đi. Rồi, thôi mình quyết định là qua hầm bên đây luôn nha các bạn ơi. Đây, cởi áo rồi. Rồi lên đại ca ơi.
Trời ơi, đau đó, xuống lẹ luôn đi bơi. Con Mico nữa đâu cũng khoe nữa. Ê, nói gì vậy? Rồi xuống đi, ba xuống. Đó bây giờ là okay không mày? Mỗi người là có một cái xô nè, Thanh thì mình thấy cho nó cái thao này đi. Đó. Rồi không? Rồi còn Phúc thì mình cho nó cái xô này các bạn. Trời ơi, lạnh gì nhảy vừa đại ca. Đây nè nè, đi đi đi. Sao anh? Thôi em đi chung với Thanh được, anh cặp cái xô theo đi. Đi chung luôn hả? Ừ. Rồi ok. Thôi nha ơi. Do là cái chân của mình đó các bạn. Đó. Nó bị cắt cái chân các bạn. Cho nên là mình thầy ơi, để bữa nay thì mình sẽ để cho hai đứa này bắt, còn mình đứng trên bờ quay nha các bạn. Do là cái chân của mình nè, bạn thấy chưa, nó bị xước rồi các bạn, mất miếng da luôn. Này, đứng dưới đây chảnh. Rồi đây, đợi chờ anh xíu. Đây mình sẽ cầm xô để quay cho hai tụi nó nha các bạn. Đó, bây giờ thì hai đứa sẽ chia ra cái hầm thì Vũ Thanh bên đây, còn Phúc thì bên kia nha các bạn. Rồi có không nha Thanh? Okay, kỹ kỹ nha em. Kỹ chứ. Okay. Đó. Rồi. Ở Phúc, cái xô nè, em không lấy xô hả? Thấy luôn. Thấy luôn nha. Rồi. Trời ơi, má. Giớt bà đó, hai con áo vàng. Trời ơi. Có gì Thanh? Chưa nay. Trời ơi, sao em nói cái thà hầm này nhiều ốc gì mà sao hồi nãy giờ chưa có con nào chưa hả? Kinh nghiệm nhìn thôi chứ chưa bắt thử anh. Tự hỏi bắt con. Anh thấy cái bụi bông súng này nè, cái bụi bông súng này nhiều nè. Bắt nhiều thì ốc nó mới hết chứ anh. Bây giờ đừng xuống đây lạnh quá. Trời ơi. Đã mày này bắt được dính ốc hơi bị lâu đó bạn ơi. Quá trời nắng luôn rồi. Đây, cái bụi bông súng nó hơi bị nhiều đó đại ca, gán lên nha. Ơi bụi này có đúng con chạy, bỏ bụi này đi lên. Trời ơi, trời, khỏi cần mạo được con nữa bạn. Để vô hai con đó, mày được mấy con rồi Phúc? Để chưa con nào hết trơn mày ơi. Dở. Dở quá, dở rồi mày ơi. Ờ. Ê nói nó nè. Thế mà nó khai không các bạn? Còn đen á. Dở mày ơi. Về nhà ngủ đi. Trời ơi, mày đợi đi. Trời ơi. Ê, nữa nè. Chờ thề thôi các bạn ơi, chứ được bốn con nè. Đây chưa được con nào hết á. Quá dở. Có mình hay à. Còn ngáo hả? Xuống đây luôn đi. Trời ơi, anh kìa đang quay phim nè mày ơi. Không thôi, cái chân anh mà không đứt nha là anh xuống anh bắt đo động với mày luôn hả? Anh gãy quá ngáo. Ừ, gãy quá gãy rồi. Để coi cái bụi này có không nha. Kiếm cái kỹ nha mày, kỹ kỹ nha. Đây nè, mình dẹt quá cho dẹt luôn nè các bạn. Mà không thấy con nào hết trơn á. Trời ơi, mình đi bắt chung với anh Thanh á thì cái đóng luôn, mà tới giờ đi quay á không có một con nào hết trơn. Buồn thiệt chứ. Trời ơi. Không có thiệt luôn bạn. Hôm nay mình có mấy con rồi đen. Gì anh Ngao? Em có mấy con rồi. Em đang bắt nè. Trời ơi, mày dở Thanh ra được 5-6 con rồi nè. Từ anh ơi, ốc có phải là cái gì đâu mà anh mò xuống là anh có liền, anh phải đi kiếm chứ. Rồi coi mặt Thanh kìa bạn. Trời ơi. Ê, bộ gương giúp này có anh ơi. Có. Trời ơi. Có bên đó nó có ốc nhiều bạn. Bên đây nè, cỏ này kia tùm lum hết trơn, không có con nào hết trơn mày ơi. Ê, đứng qua đây mọi mày, chỗ của tao á. Ok luôn. Bên đây nhiều á. Đèn có á. Yeah. Rồi, mò tiếp luôn nha bạn. Đen nó đen heo tên nó luôn. Ê, có được hai con này anh nhau. Ờ, dữ nha. Nè, hai con nè các bạn. Đó. Bỏ xô luôn kìa đen. Gì nhau? Đi bỏ xô luôn. Bỏ thùng luôn rồi, bạn ơi, từ để quay lại cái. Đây, được hai con nha các bạn. Đó, hai con nha. Đi tiếp, đi tiếp. Trời ơi, mắc tha theo cái thùng nữa. Đi mò lại coi. Mình dẹt dẹt cái bèo này các bạn, nó sẽ ra ốc nha. Ốc nó nổi lên á. Rồi, giờ đi tiếp thôi. Đừng vậy anh. Trời ơi. Nó hên. 2, 4, 6, 7 con rồi mày. Nó hên các bạn ơi. Thôi kệ đi, mình chỉ cần mình đi bắt tiếp à. Đây các bạn. Đây. Kỹ vậy thôi. Nha các bạn, đây đường con nữa nè. Đó. Tới thời mình rồi, các bạn ơi. Mấy ốc con thì em thả đi, đâu sao đâu. Ê ơi bạn ơi. Ê ơi. Ê ơi. Ê ơi. Ê ơi nè bạn. Đây được 4 3 con nữa nha bạn.
ba con rồi nha Thanh. Trời ơi, ba con rồi nha. Bển được mấy con rồi nha? Bển được 7-8 con nè em ơi. Chuẩn bị đi, em chúng. Trời ơi, ốc mới đẻ. Trời ơi, quá nhiều các bạn ơi. À các bạn thấy không? Nó đu vô cái ông này các bạn. Đó, mình sẽ bắt nha. Mình dẹt, mình dở cái ông lên là mình thấy nó. Trời ơi, phải na theo cái thùng nữa chứ. Cực khổ thiệt. À được 5-6 con gì đó các bạn ơi. Tao bắt hơn chục con rồi, bắt được mấy con rồi. Vậy. Tao bắt hơn được chục con rồi đó. Trời ơi, quá dữ luôn. Vũ Thanh này bắt gì mà bắt dữ không biết nữa. Trời ơi, tụt cái bộ con súng lên cho anh Thanh ơi. Nhiều lắm á. Đó. Đây để mở dưới đá con súng lên nhau. Trời ơi, có không em? Ê, có anh nhau ơi. Hai con luôn, hai con luôn. Dữ là. Có không Thanh? Từ từ anh ơi, đang kiếm. Không có, mình vô bờ đi em ơi. Anh thấy cái bụi đó không có rồi đó. Ngồi đại yêu nhau rồi, chắc chắn sẽ có à. Đó, bây giờ là mấy anh em mình đang cố gắng bắt ốc đừng chiều nay làm một cái trời ơi, đã kìa. Hôm nay cũng nhiều ốc này à, chứ không được nhiều các bạn ơi. Nó nhiều ốc một cái nãy giờ đi đâu có hơn 50 con á. Anh nghe nói là thằng Phúc với em là hay ra cái hầm này để bắt lắm nè, phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bắt đưa hai thằng đi bế nè. Rồi bởi vậy phải hai đứa kêu anh sớm sớm là còn nhiều ốc quay cho các bạn xem rồi. Đúng rồi. Đây. Rồi bắt đi em ơi. Mấy này là bắt kiểu như là cái chỗ này chỗ quen thuộc với nó bạn ơi, cho nên nó biết. Đó. Còn đen thì thôi rồi ơi, quậy đục hầm của người ta luôn các bạn ơi. Đó. Rồi đi tiếp đi em ơi. Gì á? Ôi ốc nè, ốc nè, ốc. Anh thấy nó đu không? À, giờ bụp luôn nha các bạn. Bụp luôn cho anh. Ông sống anh nha các bạn. Sống đàng hoàng chứ bộ. Sống luôn, đẩy nữa nè anh nha. Trời ơi. Quá đã luôn kìa. Ốc kìa. Hình như mấy con này cũng sống hay chết thì gì nha mày. Đây sống, quay cho bạn xem mày. Cái này là cái gì ở đây? Nè, chặt cái này. Chặt cái này. Cái này là trứng ốc anh nháo. Chặt cái luôn. Ờ đó, bắt lên rồi đây. Trứng của ốc rồi các bạn ơi. Đây là trứng ốc bù anh nháo ơi. Trứng ốc bù hả? Dạ. Này là người ta có thể bắt đây gì ta bắt về nè. Đây, tiếp. Đó. Để cho nó sinh sản ra đen ơi. Chúng đây. Từ. Em nữa nè. Trời ơi. Đây thêm ốc nữa các bạn ơi. Đây, nếu mà người ta bắt về các bạn 100 g là hình như là được 10.000 anh nhá. Vâng, dữ bán cho mấy người mà nuôi ốc rồi người ta bán cho mấy chỗ mà gì ta. Nấu ốc đồ này kia nha. Đúng rồi. Rồi, để đây cho nó sinh sản ra đi. Để lại đi mày ơi. Bóp vài cái cái quẩy cho nè anh nhá ơi. Thôi bắt ốc tiếp đi mày ơi. Ê, cái gì á? Trời ơi. Đây là hai cái trứng con. Đây là cái trứng con ốc này, không lẽ giờ mình bắt luôn anh nhá. Thôi mày ơi, đừng có tham lam quá. Thôi, mình lỡ rồi, mình bắt thêm hai trứng luôn đi anh nhá ơi. Chứ gì vậy, để về mình nuôi hay vậy? Để về mình nuôi mốt mình ăn luôn. Trời ơi. Thôi mấy đứa, anh nghĩ là bây giờ là anh thấy số ốc mà mình bắt từ đầu hầm tới giờ là thấy là cũng ok rồi đó. Bây giờ mình giờ qua hầm khác đi em ơi. Đó, lên đi em ơi, lên đi đen. Ở đâu review ơi. Nè nha. Cũng được các bạn. Được vài chục con nha các bạn. Rồi đó. Ok. Có lớn có nhỏ luôn nha. Rồi Thanh lên đi em ơi. Gì đại ca? Hả? Đây con súng gì hả? Em nói rồi mà. Bắt gái gì ăn. Trời ơi là nhảy lên đi qua hầm khác nè. Đi Phúc bên đây đi. Em hồng binh hầm bên kia nha. Ok. Rồi qua bển đi Phúc ơi. Ok luôn. Em lỡ qua luôn nha anh nhá. Rồi anh cố gắng anh chạy về đằng đẵng không anh bọc quá nha. Ok mày ơi. Phúc, gì mà ăn? Tao nghĩ cái hầm này nhiều ốc nè, tao nhường cho mày đó. Cái hầm ít ốc để tao nha. Ok mày luôn. Đáng bắt nhiều nha. Ok. Xuống luôn nha các bạn. Nói xạo đó thôi chứ hầm bên kia nhiều ốc hơn các bạn ơi. Rồi bạn ơi, nãy giờ mình bắt cái hầm này các bạn. Nãy giờ cũng được mấy con nữa à. Hầm này nó các bạn. Nó từ đầu đằng kia nha, qua tới đầu đằng này luôn, không có một con nữa. Thôi mình xuống đại cái chỗ này luôn nha. Coi có không? Nè các bạn, mình coi mình giật nè. Không thấy một con bóng ốc nào. Nó mở miệng chưa các bạn ơi. Ê nè các bạn. Trời ơi, tí là gớt rồi. Vô chụp kịp luôn nha. Đó, không biết theo quay cho bạn thấy không nữa. Vậy là ở chỗ này có ốc bạn ơi. Nè,
nặng quá. Đi để mình kiếm ra. Trời ơi, cái thùng nè các bạn, nặng quá, nó bị nghiêng. Rồi, để mình kiếm luôn nha. Ơi, trời ơi, chỗ này có ốc nha bạn, chỗ này có ốc nha. Chỗ này có ốc nha bạn. Rồi, có ốc. Bước hết chỗ này luôn. Bậy đục nước luôn. Được con bự nữa bạn ơi. Quá lạ rồi. Nguyên Thành bên kia bắt được mấy con nha các bạn. Trời ơi, qua đây là mình thấy hơi nhiều rồi đó. Ôi, đây. Đây, dở lên được một con luôn nha bạn. Nếu mà mình bắt lên á, nó sẽ bị hụp xuống như nè. Còn mà nếu mà bình thường á, nó sẽ đu vậy nè các bạn. Đó, nó sẽ đu vậy nè. Trời ơi, mò sắp hết hầm luôn rồi bạn ơi. Sắp hết hầm mà được có 4-5 con à. Buồn thì cái chứ. Đây là ốc con nha các bạn. Từ từ để mình bắt ốc con. Đây là ốc con nha các bạn. Đó. Ốc con nó y chang mà cái trứng hồi nãy. Đây là đựng con đó nè bạn. Ngáo quá. Ông kêu mình đi xuống đây hầm này bắt, xong rồi ông đi đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Ủa mình đây nè. Buồn thiệt. Để mình kiếm nha. Để mình mò dưới đây thử coi. À, chỗ này có nè bạn. À, được 2 con nè bạn. Đây nè, được 2 con nha. Đây được 2 con rồi nè. Lợn đây coi. Nè bạn. Đây được 1 con nữa nè bạn ơi. À, có mở mắt luôn nha, nó có mở miệng nè bạn. Đó. Ơi, được 1 con nữa bạn. Ơi. Được 2 con bạn ơi. À, được 2 con nha. Quơ mình tưởng gớt không à bạn ơi. Ai ngờ dính á. Đây. Đây nè bạn, được 2 con nữa nha. Đó. Được 2 con nữa nè bạn. Thì mình đã qua tới hầm bên đây nha các bạn. Đó, hầm bên đây nè. Bông súng dưới gần nhất thì mình để tút bánh này. Thì cho dễ bắt các bạn ơi. Giờ mình sẽ bắt đầu từ dưới hầm tút đằng kia nha bạn. Đó, giờ đi bước xuống nè. Các bạn nghĩ đi, bắt ốc này á không phải dễ đâu. Phải mò từng hầm mới được. Mà phải mò từng hầm là được đâu. Từ đầu hầm tới cuối hầm, mình chọn ngay giữa nha các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu xuống nha. Mình nói thiệt luôn nha, ở trên bờ á thì nắng nóng quá trời luôn, xuống nước nó lạnh ngắt, chịu không nổi luôn mà. Hình như cái hầm này là hầm cuối cùng các bạn ơi. Đó, hầm này bóng xuống nhiều nè, chắc nhiều ốc á các bạn. Lạnh quá các bạn ơi. Trời đất ơi à. Nãy giờ mình bắt được nhiêu đây nè các bạn. Nhiêu đây chưa đủ ăn đâu, bắt nhiều hơn nữa. Cái 3, cái 4 lần các bạn. Rồi còn phút nữa. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mò luôn nha các bạn. Công nhận lạnh thiệt á. Mình không dám bước xuống giữa luôn á. Giờ mình mò nha các bạn. Đâu, đến quay cam lại quay cho các bạn coi nè. Lạnh quá các bạn ơi. Thường mình đi bắt với cha mình là cha mình bắt lần nào không có đó. Mình đi theo là có ốc để bắt à. Mà bắt không phải để bán nha, để ăn không các bạn. Mấy cái lá sen này nó chặn cái chân mình á, kẹp ngay cái háng của mình á. Ngáo hình như đang quay phút đó nè bạn. Thì mình điên mình. Chân mình nó khó bắt hơn mà quay cho dễ bạn bạn dễ coi á. Đó. Rồi, đang không có mùi xui của các bạn ơi. Không lẽ sớm mình xui đến vậy, bình thường mình bắt là có á. Mà tại mấy cái hầm này nó không có ta.
hít đi vô mấy cái bờ này các bạn, nó không có sâu. Mình biết bơi mà mấy cái này nó cứ như là nó túc ở dưới đáy lên các bạn. Mình bơi là nó bị chặn cái chân mình, nó khó bơi đó. Có khi chìm ngấm xuống dưới nữa. Ấy. Có cây đu đủ nữa các bạn. Trời ơi, mấy trái mà nó chín đó bạn, nó rụng xuống nè. Không có ốc hết tay. Ui trời ơi trời. Có mấy trái kìa, để coi bẻ được không bạn. Đu đủ nướng ăn chắc cũng được ha. Đó giờ mình cũng có làm thử nữa các bạn. Hồi nãy mình đang quay cái khúc mình nè các bạn. Đó ngay khúc này nè. Tự nhiên cảm nóng quá nó tắt máy luôn. Giờ mình lên luôn các bạn ơi. Chắc như đây cũng đủ ăn rồi đó các bạn. Thôi bây giờ mình sẽ kêu anh Ngáo với một Phúc về luôn nha các bạn. Chắc là mình sẽ kêu là về sau hè của một Phúc á, rồi mình nấu ăn nha. Cái hầm này ít ốc quá, mình cũng làm biếng bắt các bạn ơi. Cũng mệt quá trời mệt rồi. Nãy giờ bắt cũng 2-3 tiếng đồng hồ mà được có nhiêu đây nè. Gặp mấy cái hầm mà kiểu như ốc nhiều các bạn. Đây có chừng nửa cái này nè các bạn. Nửa thảo này luôn á. Mệt quá. Lên trên nó nắng quá các bạn ơi. Chịu không muốn nổi luôn á. Giờ chắc đen da luôn quá. Đi bước xuống mấy hầm này nè các bạn. Giờ nó ngứa quá chừng ngứa rồi. Ngứa mà giờ muốn gãy mà. Cầm đồ hết trơn rồi sao mà gãy được. Anh Ngáo dưỡng Phúc ở đây gì nè bạn. Anh Ngáo dưỡng Phúc ơi, dạy nè. Em bắt cũng được nhiều quá mà đó. Gì Thanh? Dạy nè. Ờ, để tao mòn hết cái hầm đó mày ơi. Mòn hết cái hầm đó hả? Nè, đựng con nữa nè. Mày không thấy ngứa hả? Tao ngứa quá trời ngứa rồi nè. Ngứa quá trời ngứa rồi nè. Anh nói được gì luôn em. Như đây nè anh. Đâu? Rồi, cũng được. Rồi, cũng được, được chứ. Nè, đựng con nữa nè. Rồi, để vô luôn đi. Ok, thôi lên về nha các bạn. Ngứa quá trời ngứa rồi. Cầm giúp tao luôn ơi. Đây. Đây. Ngứa quá. Giờ chân đen cầm mình, giờ mình gái bạn ơi. Chắc nè các bạn. Anh coi nè, tổ quét luôn nè anh. Mình tao nè, khác gì mày đâu. Con Ngáo còn nguyên nhất nè. Ờ, anh đâu có xuống đâu, đây nè. Phúc. À, lộn Thanh coi thành quả của Phúc bắt nè, ốc bự luôn nè, thấy chưa. Tại mình chỉ nó cái hầm nhiều ốc đó các bạn ơi. Sao? Mình muốn mình dành cái hầm đó rồi. Đổ vô luôn bạn ơi. Ừ, luôn đi. Trời ơi, tổng cộng thành quả ngày hôm nay mấy anh em mình bắt được ốc trong cái hầm này các bạn là được nhiêu đây nè. Đó, đi nhiều luôn các bạn, đây đổ ra đây đi nha. Đổ ra cái bao này đi. Đó, thấy chưa các bạn. Rồi. Bây giờ là về, mình sẽ làm một cái món đó chính là ốc khắp xã cho mấy anh em mình ăn nha các bạn. Đó, okay, ok, rồi bây giờ về tắm rửa này này kia đi. Ok. Trời, cũng chảy rồi, cũng gần đi học, mình về mình nấu ăn khỏi gần đi đổ lú nha các bạn. Mệt quá trời mệt rồi. Thôi bạn ơi, thì bây giờ là tụi mình đã về đến nhà của ông Phúc rồi. Và đây hiện tại là ở bến cầu của ông Phúc nha các bạn. Đó, giờ là mấy anh niên này đang ngâm mình dưới sông này các bạn. Đó là Thanh đi bển kìa. Mát quá các bạn ơi. Thằng nào nó cũng bị ngứa hết trơn các bạn ơi. Xuống đây em rửa ốc rồi ngâm lại nha. Đây, đó. Nhớ đi em. Đó, ốc hơi bị nhiều luôn các bạn. Đưa thau này, đưa xô này, đưa xô. Rửa sơ cái xô đi nha. Tí mình ngâm nữa. Đúng rồi. Đây. Xào cho nó sạch mấy cái gông nó dính ngoài vỏ nè các bạn. Xong rồi mình ngâm nha. Ngâm dưới ớt thôi nha. Ngâm dưới ớt đi cho nó. Mình ngâm dưới ớt khoảng 15-20 phút thì đi em ơi. Dạ. Để cho nó đắp đi. Đó. Tóc nhiều chứ bộ. Đúng rồi anh. Thanh làm gì em ngứa mà. Trời ơi. Để tí em đi mượn cái bàn dư ba cái ghế nữa. Ừ đúng dưới, rồi. Dưới một cái bếp ga để anh em mình ngồi mình ăn luôn. Ok em ơi. Ok anh luôn. Luôn nha các bạn, ốc siêu nhiều luôn nha. Trời ơi, coi nè các bạn. Con bệnh không nè. Trời ơi, con này hen nhau. Đụt lên, đụt vậy mới đã. Quết vô nguyên quất. Trời ơi, nó nhức cái nách. Thứ gì mà chưa nổi. Nhớ rồi, đưa em cái thùng đi, em rửa cái thùng luôn. Lẹ đi em ơi, tắm đây lẹ đi. Đây, đưa cái thùng đi. Nè. Thì ốc thì mấy anh em mình cũng đã rửa sạch rồi, ngâm với nó dớt rồi các bạn, để khoảng 15-20 phút gì đi. Còn mình thì bây giờ mình bắt đầu là mình sẽ nhúm lửa lên trước nha. Anh đốt lửa đi nghe anh nhau, em đi rửa xả nha. Ok em. Đó bây giờ là mình sẽ nhúm lửa nha các bạn. Đây. Còn Thanh thì nó chạy về nhà nha các bạn, nó tắm thay đồ. Tại vì bắt chỗ ốc là bắt chỗ mấy cái hầm mà bèo rồi kia cho nên nó hơi bị ngứa các bạn. Đây. Giờ mình đốt lửa luôn nha.
mấy anh em mình tính là bắt ốc xong là mình mấy anh em mình ở ngoài ăn luôn cho kiểu như dân giả các bạn, nhưng mà ngứa quá trời cho nên phải đi vô nhà nha. Rồi giờ nhóm lửa là vừa đó các bạn ơi. Rồi bây giờ mình sẽ rửa sả nha các bạn. Rửa sả trước xong rồi bỏ vô cái nồi rồi mới để ốc lên nha. Rồi rửa ốc luôn nha các bạn. Nước gà cay. Trời ơi nhìn nó dơ nè. Rồi giờ sả có nữa nha. Khóc vậy đưa qua là xong. Rồi xong chưa Phước? Xong rồi nè. Để đi em ơi, lẹ lẹ đi. Nó lên đi nghe không? Rồi bây giờ mình sẽ để cái nọng lên nha các bạn. Đó đậy nắp lại đợi 20 phút là có ăn nha các bạn. Dở cái coi chín chưa nha các bạn. Nó sôi nè. Rồi bây giờ mình xắt cái nữa nha. Đó mở miệng chưa nè các bạn. Rồi sau cái nữa là quất thôi. Thành giấc giờ nó chưa xuống nữa bạn. Thằng này tắm gì đâu mà lâu được chứ. Rồi bạn, tình hình bây giờ á là ốc của mình đã chín rồi nha bạn. Sôi quá trời sôi luôn rồi nè. Dở ra nha. Ôi đã kìa. Thằng ơi thanh niên này, người ta làm hết trơn rồi ảnh mới xuống. Làm gì em tắm lâu vậy Thành? Rửa mình gội đầu rồi. Anh thấy em nói đúng không? Tới vàng là nó sẽ xuống. Thanh em cầm cái gỗ đi. Đừng nóng như vậy. Nóng lắm mà coi chừng nha Thanh. Coi chừng nha Thanh. Đây đây, ốc nha các bạn. Trời ơi, ta đào mày. Từ từ mày, để xin xin ra mày. Trời ơi. Trời ốc kìa. Vậy hết luôn gì nha. Hết luôn đi em ơi, hết luôn đi. Đó. Rồi để xảy luôn, để xảy luôn. Nhiều luôn. Ừ xả luôn chứ Thanh. Rồi, để nồi xuống. Nằm nồi xuống. Để lên nè. Sao hả đi? Sao bên lưng bàn lên ăn thôi chứ sao. Đó mấy anh em mình đã chuẩn bị bàn ghế rồi sẵn sàng cho các bạn. Nước luôn nè. Đặc biệt là chén nước chấm của thằng Đen nha các bạn. Đây để nó mặn chanh vô. Nặng chanh vô đi cái Thanh ơi. Quá đã luôn. Trời. Trời ơi. Quét luôn em ơi. Nặng hết chiếc danh luôn đi Thanh ơi. Thôi như đây được rồi. Được rồi, đừng có chua quá. Tên. Giờ đây là thành quả mà ba anh em mình lội vườn quá trời luôn để bắt được cái ốc nha các bạn. Anh có lội đâu, em với Thanh lội không à. Anh nó trên bờ cũng lấy tay giật được vài con chứ. Vậy em mới ăn mấy con đi nha. Thôi ăn đi nghe ơi, thèm lắm rồi. Ok em ơi. Tại vì bắt từ 1 giờ mà bây giờ là mấy giờ ta? Bây giờ là gần 4-5 giờ chiều luôn các bạn ơi, mới có ăn nha. Cho bạn coi chén muối ớt mình đâm là thấy không. Trời ơi. Anh nghe ơi. Trời ơi, mình cũng ăn luôn các bạn ơi, thấy mấy nè ăn thử quá. Con luôn nha các bạn. Ăn thử nữa, đây ăn thử nha. Ăn phải ăn thiệt. Nó dai các bạn ơi. Chén nước chấm này nó cay cay nữa. Ngon quá. Đúng bài luôn. Chén nước chấm của mình đây nè. Bớt ít sao hết ăn con bự gì đó. Chứ sao em đây chấm vô. Đã. Đã các bạn ơi. Cay cay ngon. Thôi ốc này mấy anh em mình xử trong 1 phút 30 giây quá. À, mời tất cả các bạn nha. Hay mà các bạn nha. Ừ nè các bạn. Nè, bạn coi đây nước này nha. Nè nước nè bạn. Okay. Hấp vô. Vô. Mời tất cả các bạn nha. Đây. Mấy con nhỏ nó cũng ngon lắm chứ nha các bạn. Chứ không có giỡn nha. Nó còn giòn hơn con bự nữa nha. Đúng rồi em. Ủa anh thấy sao em? Quá ngọt anh ơi.
công sức mấy anh em mình lội hầm lội suối đi bắt được những con này đâu phải tay bỏ đâu bạn, bắt mà bắt nắng luôn nha. Quá trời đã rồi đây nè. Đó em rồi, cái nước của nó đúng ngọt luôn á. Cho em miếng nước anh nghe ơi, cay quá. Nãy đâm bốn chớp bạn. Giữ rồi em nè. Này ốc siêu to. Chấm vô, quạt vô thôi. Nè đây nè, chấm vô chung lúc luôn nè. Đó. Xong chưa Phúc? Nghe rồi. Nè ba anh em mình chấm nè. Từ 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 từ, nước cho ăn, nước cho ăn. À con bự nè bạn. Rồi, chấm vô nè. Chấm vô nha, chấm vô nha. Rồi, ăn thôi. Rồi. Con tô nó dai bạn. Quá trời cay luôn, chắc mình không chấm luôn quá. Mình chấm sần ngon anh nghe không? Đúng rồi. Mình hấp nước đó các bạn, mình nghe cái mùi xả rất là thơm luôn các bạn. Ăn rất là ngon luôn đó nha. Hey. Quá nóng. Mấy anh em mình mới vừa dắt ra là mấy anh em mình ăn liền các bạn. Tại vì ốc á, nóng mình ăn mới ngon nha. Quá nóng rồi. Trời ơi, nó nóng kìa. Nó nóng kìa. À, quá nóng rồi mấy bạn ơi. Bỏ lít nghe anh nha. Con này mình mới bắt về bạn, ngâm có 10 phút rồi nên là hãy bỏ lít nha. Chừng nào mình ngâm mà kiểu như qua đêm á các bạn. Đúng rồi. Ngâm qua đêm thì nó sạch hơn. Đúng rồi. Đây. Thằng nào cũng chấm rồi. Thằng nào cũng thở quá trời các bạn. Quá trời hết hài. Quá trời cay, thật sự rất là cao nha các bạn. Làm con nó đi xong rồi nghỉ anh nhé ơi. Chứ quá trời cay các bạn ơi. Các bạn ơi, thì thời lượng video cũng kiểu như là hơi bị dài các bạn. Rồi sáng giờ mấy anh em mình đi bắt ốc nè. Rồi về chế biến, rồi quay lên cho các bạn xem mà cũng cỡ hai mấy ba chục phút rồi đó. Thôi giờ mấy anh em mình xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp các bạn ở những video tiếp theo nha. Bây giờ mấy anh em mình Trần Thanh ăn xong rồi các bạn ơi, là về được rồi đó. Quá no rồi. Thôi, nếu bạn nào thích video này thì hãy cho mấy anh em mình xuống đăng ký, like, chuông, ủng hộ kênh Nhá TV của mình nha. Còn bây giờ thì bye bye.